Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau để review các tính năng của cái bản Asset Internet Security. Thì trong cái bản Asset Internet Security có những cái tính năng khác biệt gì hơn so với cái bản Asset Nova 2 Antivirus? Thì ở cái bản là Internet Security của Asset thì chúng ta có được là 6 cái tính năng khác biệt nhất so với bản là Nova 2 Antivirus. Thì sau cái tính năng này chúng ta sẽ cùng lần lượt đi qua, đó là những tính năng gì. Thứ nhất, ở bản Internet này thì chúng ta có tính năng là quan trọng nhất dành cho những người dùng thường xuyên giao dịch Internet Banking, đó chính là tính năng bảo vệ thanh toán và giao dịch ngân hàng. Tính năng thứ hai khác biệt hơn đó là ở bản Internet Security, Asset cung cấp thêm cho người dùng thêm một lớp tường lửa cá nhân nữa để bảo vệ sâu hơn cho máy tính. Tính năng khác biệt thứ ba đó là cái trình kiểm soát dành cho phụ huynh. Cái tính năng này có nghĩa là tính năng chúng ta có thể là thiết lập được những cái nội dung trang web lành mạnh để cho con em của chúng ta có thể trải nghiệm và truy cập và ngăn chặn những cái nội dung web xấu, không lành mạnh, để tránh cho con em chúng ta không có thể là truy cập được đến. Tính năng khác biệt thứ tư đó là tính năng bảo vệ cái webcam của thường là của laptop, máy tính. Tính năng thứ năm đó là tính năng giám sát và quản lý cái mạng wifi của gia đình. Và tính năng thứ sáu, tính năng quan trọng nhất nữa của bản Internet Security đó là tính năng chống trộm, chống mất cắp thiết bị máy tính, laptop của người dùng. Sau đây chúng ta cùng đi qua từng cái tính năng khác biệt đó một. Mình sẽ bật cái giao diện trang chủ của cái phần mềm Asset Internet Security. Như chúng ta thấy ở phần trang chủ, máy tính của mình đã cài cái bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Hiện tại máy đang được bảo vệ này. Thì trong này sẽ có cái mục là kích hoạt sản phẩm hoàn chỉnh. Thì nếu các bạn có cái key kích hoạt rồi, các bạn có thể click vào cái nút kích hoạt sản phẩm hoàn chỉnh này để nhập từ khóa. Đó, các bạn nhập vào cái mục sử dụng qua giấy phép đã mua đây để nhập vào. Đó. Ở phần bên dưới, hai dòng dưới cùng của cái giao diện trang chủ đó là cái dòng cập nhật lần cuối và hiển thị cái thời gian hiệu lực của giấy phép. Cái này vì là bản mình đang download là bản dùng thử 30 ngày nên là thời hạn dùng thử của mình là đến ngày 17 tháng 12 trong năm nay. Một điều lưu ý nữa khá quan trọng nữa mà chúng ta cần lưu ý đến, nó chính là cái phần ở trên đầu thanh công cụ phần giao diện trang chủ đây. Thì chúng ta thấy có cái phần đám mây và địa chỉ email, này là địa chỉ cả email cá nhân của mình. Thì ở cái bản Asset Internet Security thì hãng Asset có cung cấp cho người dùng từng cá nhân một một cái tài khoản tương đương iCloud riêng đấy của hãng Asset. Thì mình đã có cái tài khoản chuẩn của hãng Asset rồi và mình đăng nhập luôn cho cái thiết bị máy tính này của mình. Nó sẽ có tác dụng cho cái phần bảo vệ và điều khiển cái máy tính này của mình từ xa. Mình sẽ đi lần lượt các cái nút để các bạn tham khảo. Đó, đây là nút quét máy tính. Cái này thì nó cũng giống như cái bản Note 32 kia thôi. Sẽ có mục là quét toàn bộ và quét nâng cao, quét tùy chỉnh. Phần cập nhật sẽ có cái phần phiên bản mới nhất, và cái bản Internet Security này thì nó cũng tự động cập nhật cho chúng ta những phiên bản mới nhất, nghĩa là có kết nối Internet là được. Ở phần công cụ của bản Internet này thì nó cũng khá là đặc biệt vì nó có thêm một số tính năng quan trọng sau đây. Như mình nói ban đầu đó, bản Internet Security nó rất phù hợp cho những người thường xuyên sử dụng cái tính năng
Internet banking, nghĩa là thường xuyên giao dịch tài khoản, chuyển khoản ngân hàng ở các cái nguồn kết nối Internet công cộng, chẳng hạn như quán xá, quán cà phê, nhà hàng, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm. Đó là những cái nơi nguồn mạng rất là rủi ro, không đảm bảo an toàn. Vậy nên là chúng ta có thể cài cái bản Internet Security để được đảm bảo tốt nhất cho cái quá trình là bảo vệ cái tài khoản ngân hàng chúng ta và giao dịch bảo mật. Thì để sử dụng tính năng này, chúng ta chỉ cần click vào đây thôi. Thì máy tính sẽ hiện ra một cái cửa sổ nội bộ của hãng ESET. Đó. Để phục vụ riêng cho chúng ta ở cái khâu giao dịch Internet banking hoặc là giao dịch chuyển khoản ngân hàng được bảo mật. Chẳng hạn như mình có tài khoản ở ngân hàng Vietcombank thì khi chúng ta cần phải đăng nhập thông tin để giao dịch của ngân hàng, chúng ta nhập đúng vào cái cửa sổ này thì cái việc bạn nhập cái thông tin cá nhân vào nó sẽ được đảm bảo rất là bảo mật đó, đặc biệt là ở những phần này. Rồi tiếp đến là phần chống trộm này. Phần chống trộm như mình nói đấy, phần chống trộm, tính năng chống trộm này nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái tài khoản iCloud mà ESET, hãng ESET cung cấp cho cá nhân mỗi người dùng đó. Thì chúng ta có thể click vào đây. Tính năng chống trộm sử dụng như thế nào? Đó. Chúng ta cùng scroll xuống để xem mình đã có tài khoản cloud của hãng ESET rồi, nên mình sẽ click vào đăng nhập luôn. Nếu các bạn chưa có thì các bạn có thể click vào phần hãy tạo tài khoản mới. Đó, chúng ta có thể dùng trực tiếp luôn cái tài khoản Gmail của chúng ta hay dùng hàng ngày đó để chúng ta đăng ký tài khoản mới cũng đều được hết. Vào đăng nhập. Đó, mình đã đăng ký cho cái thiết bị máy tính của mình đã được bảo vệ đây. Click tiếp vào đây. Các thiết bị của tôi đã được ESET bảo vệ. Đó. Mình mới đăng ký cho một thiết bị của mình là cái máy tính. Đó, thì trong này có các cái mục hoạt động này, trạng thái này. Khi máy tính mất, các bạn hãy nhấn vào cái nút đỏ này, nút màu đỏ, thiết bị của tôi bị mất này. Hoạt động này. Chúng ta quay trở lại một cái tính năng quan trọng nữa mà nó khác biệt của bản Internet Security, đó là tính năng quản lý và giám sát mạng nhà đã kết nối. Chúng ta cùng click vào đó. Chẳng hạn như mạng nhà mình hiện tại là mạng có tên là mẹ tranh shop đó. Ở trong mục này chúng ta có thể thấy là các thiết bị hiện tại đang kết nối tới cái mạng của nhà mình. Đây là cái router này, đây là cái TV, Smart TV này, đây là một cái thiết bị không xác định. À đây, nó cũng chính là cái đây mới là cái TV của nhà mình này, còn đây là cái máy tính của mình này. Chúng ta có thể nhấn vào cái phần thêm công cụ đây, nó sẽ hiển thị ra đầy đủ hết tất cả các cái nút công cụ của bản Internet. Thì chúng ta cũng chỉ cần lưu tâm chính tới những cái nút là chẳng hạn như tệp nhật ký này, phần cách ly này, rồi nút báo cáo bảo mật này, và nút gửi mẫu để phân tích, cũng giống như các cái bảng giống như các cái tính năng của cái bản Note 32 antivirus kết nối mạng này. Đó. Tiếp
đến là nút thiết lập. Ở nút thiết lập trong bảng Internet Security thì chúng ta nhìn thấy đây là có bốn cái nút chúng ta có thể thiết lập để bảo vệ toàn diện cho các cái tính năng Internet của máy tính của chúng ta. Phần bảo vệ máy tính, chúng ta thấy có cái điểm gì khác khác hơn, đó là cái ở cái mục bảo vệ webcam này đó. Ở mục bảo vệ Internet thì sao? Bảo vệ Internet thì chúng ta cũng được bảo vệ như đối với bản nốt 32, đó là gì? Bảo vệ truy cập web, bảo vệ ứng dụng email của khách hàng, nghĩa là chẳng hạn như là Outlook đó, nó chính là trình duyệt Outlook đây, thì cái asset cũng bảo vệ luôn cái mail Outlook của chúng ta trong quá trình chúng ta làm việc, rất là an toàn, chống được cả thư rác và chống cái ứng dụng lừa đảo nhằm hack tài khoản của chúng ta. Bảo vệ mạng này, ở cái nút bảo vệ mạng thì chúng ta có những cái tính năng gì? Chúng ta có thêm một lớp tường lửa cá nhân này, bảo vệ được tấn công mạng, phòng chống botnet. Nút thứ tư đó là nút công cụ bảo mật. Ở đây các cái nút công cụ bảo mật của chúng ta thì nó cũng nhằm để mình thiết lập cái tính năng như mình vừa nói đó, đó là bảo vệ thanh toán và giao dịch ngân hàng, kiểm soát của phụ huynh và chống trộm. Thì tính năng nào chúng ta dùng chúng ta bật lên, còn tính năng nào mà không dùng thì chúng ta tắt đi. Đó, thì trên đây là những cái tính năng quan trọng nhất của bản Asset Internet Security để chúng ta cùng tham khảo. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip review tiếp theo.